Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Nhật Minh TV. Và hôm nay chị và anh Nhật Minh sẽ chơi một con game. Con game đó là hợp nhất những con cáo chín đuôi này và những con nhím son lích này để chúng trở lên mạnh mẽ hơn, khỏe hơn nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào game thôi. Let's go. Đây chính là đội hình của anh ấy, gồm một chú cáo 5 đuôi đấy, sắp lên 9 đuôi rồi các em ạ. Và hai chú cá 4 đuôi nha. Và có một chú hề ma quái. Úi dồi, bên kia rồi có ba chú hề ma quái là cái gì? Lại còn có mỗi một con cá 5 đuôi và một con cá 4 đuôi. Làm sao mà thắng được bên mình, đúng không các em nhá? Chứ không nha. Rồi. Mình khỏe lắm, bên mình chiến đấu khỏe lắm. Các bạn đừng khinh thường mình nha. Bên mình là những chú hề ma quái vô cùng là lợi hại. Và mình là cáo 5 đuôi đây, mình cũng rất là vô cùng là lợi hại. Các bạn đừng khinh thường tớ nha. Em anh Nhật Minh đừng khinh thường em đó. Thế hả? Trời ơi. Mình bây giờ sẽ chiến đấu để xem bên nào mạnh hơn nha. Đúng rồi, chiến đấu đi anh Nhật Minh chiến ơi. Chiến đấu nào, cố lên nào, cáo 5 đuôi. Cố lên là hồi ma quái. Ui, nguy hiểm quá, hề ma quái bên bạn đông quá. Như vậy là đem chúng ta đã thua thật rồi. Đúng là chúng ta không lên khinh thường đội bạn và không lên là nhìn đội bạn có vẻ bề ngoài các em nha. Không sao. Trong trận này thì chúng ta sẽ nâng cấp lên chú hề ma quái nhiều hơn chị Hồng nha. Đúng rồi. Bên bạn có 3 thì mình phải có 3 chứ. Mình sẽ mua này. Mua này rồi hết tiền rồi các em nha. Bên bạn có hẳn 3 chú hề ma quái thì chúng ta cũng phải có 3 chú hề ma quái. Ôi rồi. Bên chúng ta có 2 chú hề ma quái là chúng ta có thể thắng rồi. Đây là chúng ta sẽ quyết định cố gắng thắng nhé chị Hồng nha. Đúng rồi. Nào, chiến đấu nào. Cố lên nào các em ơi, cố lên. Như vậy là chúng ta lại thua rồi các em ơi. Lại thua. Không sao, lần này chúng ta sẽ hợp nhất hai chú cáo 4 đuôi lên đi chị Hồng nhỉ. Vâng. Để lên con cáo 5 đuôi đi. Đấy nha. Và mình sẽ xếp chú cáo 5 đuôi lại gần nhau cho đẹp nhá. Lần này chắc chắn chiến thắng nhá. Chiến thắng nào. Cô lên nào. Bắn quá đẹp luôn. Mấy chú cáo của mình bắn đẹp quá. Cô lên. Yeah. Cuối cùng thì anh và chị Hồng đã giành chiến thắng rồi. Các chú cáo và các chú hề bên kia ơi, các chú nghĩ xem có nhắm có thắng được tôi không? Chúng tôi là chú cáo 6 đuôi đây đó. Và có cả một đuôi, 3 đuôi luôn. Nhóm sóc à. Và có cả chú sóc Sony robot luôn. Cha. Bên kia làm gì có cửa với anh và chị Hồng đúng không em? Bây giờ mình sẽ chiến đấu nha các em nhé. Chiến đấu nào, cố lên nào. Mình không hợp nhất luôn à. Mình chưa hợp nhất mà thôi, mình thắng chắc rồi. Cố lên. Như vậy là chúng ta giành chiến thắng rồi. Thế là cáo mấy nhỉ? Cáo 6 đuôi. Cáo 6 đuôi của mình đã giành chiến thắng. Bên bạn cũng có một chú cáo 6 đuôi và 3 chú hề luôn và thêm một là Huggy màu tím à hay màu hồng, màu tím nhỉ. Nhưng mà làm gì có tuổi với bên mình các em nhỉ. Bên mình cũng có cáo 6 đuôi đấy. Bên bạn làm gì có tuổi mà giành chiến thắng được bên mình phải không các em? Các người đừng khinh thường ta. Ta là chú cáo vô cùng mạnh đây. Vậy hả? Trời ơi. Phải chiến đấu mới biết được xem ai sẽ là người mạnh chiến hơn. Chiến thắng hơn nhé. Rồi, ta sẽ chiến đấu nào. Cố lên nào cáo 6 đuôi. Cố lên. Nhím son lích robot của mình, cố lên. Chúng ta giành chiến thắng rồi. Chỉ còn với chú cáo 6 vẫn đánh nhau mà. Như vậy là bên mình thua rồi. Trời, bên mình còn 4 gram con mà vẫn thua mất kìa. Ôi giời. Vẫn đang đánh nhau nhưng mà bên này đã cổ vũ nhau thắng rồi. Quá thất vọng. Không sao, chúng ta sẽ cố gắng nâng cấp lên nhá. Rồi bây giờ ta sẽ nâng cấp nha. Bên bạn cứ tưởng là thua không ngờ lại thắng rồi, không sao. Mình sẽ nâng cấp này. Mình sẽ nâng cấp mấy chú cá 1 đuôi lên 2 đuôi và lên 3 đuôi. Bây giờ mình sẽ mua thêm Huggy đi. Rồi mình mua Huggy thì mình nâng cấp lên.
để mình sẽ giành chiến thắng các em nha. Đấy, đâu rồi? Đấy, đấy. Ui, bây giờ mới cả lên chú hề chứ ạ. Chúng ta đã mua thêm được rất nhiều húc ghi là hợp nhất tiếp này, nhưng mà chúng ta chỉ lên được ấy thôi. Lên được thêm một mỗi chú hề thôi các em ạ. Mà không sao, chúng ta sẽ cố gắng các em nha. Cố gắng. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chiến đấu để giành chiến thắng nha. Các em nhớ là cho anh chị một đăng ký kênh, một bấm chuông nha. Để anh chị cố gắng chiến thắng nào. Cố lên nào, sắc Sunny, cố lên nào, nhím Sunny. Rồi, trận này chúng ta chiến thắng chắc luôn rồi. Cố lên, chưa chiến thắng chắc. Nhưng mà, rồi, yeah, chúng ta giành chiến thắng rồi các em ơi. Yeah. Ái chà chà, trận này thì bên bạn cũng chiêu mộ được thêm rất nhiều binh lính ở chú hè ma quái. Nhưng mà chỉ là mấy chú hè ma quái bình thường thôi. Rồi, bây giờ sẽ chiến đấu các em nha. Chiến đấu đi em Việt ơi. Cố lên nào, cáo sáu đuôi. Cố lên. Đấy, cố lên. Yeah. Chúng ta lại giành chiến thắng rồi. Yeah. Ha ha ha. Trời ơi, lúc nãy Đông ơi là Đông mà đã thua rồi. Bây giờ có 3 người thì làm sao mà thắng được bên mình đây? Tuyển đâu ra 2 chú... Robot. Robot... Sonic đâu ra đầu ha. Làm sao mà thắng được bên mình? He. Bên mình sẽ thắng chắc luôn. Mình là cáo sáu đuôi đây. Các bạn cứ để xem ai là người chiến thắng nhá. Mình vừa mua được 2 con robot này từ bên Mỹ về đó nha. Các bạn hãy xem sức mạnh của mình đây. Ôi dồi, chú cáo này bị ốm rồi các em ạ. Giọng nghe cứ sao ấy. Mà không biết đây là hàng Mỹ hay là hàng fake nữa. Ôi giời ơi. Phải chiến đấu, đúng rồi, phải chiến đấu nha. Chiến đấu nào. Mấy con giờ bút phạt kệ. Ui giời, đã bị tiêu diệt một con rồi. Trời ơi, cố lên là cáo sáu đuôi. Cố lên. Ôi. Đây là hàng Mỹ thật rồi các em ơi. Đây đúng là hàng Mỹ rồi nhá. Khỏe quá các em ạ. Đây đúng là mấy chú robot nhím Sonic mua từ Mỹ về các em ạ. Chúng ta không thể khinh thường được. Và bây giờ chúng ta phải cố gắng nâng cấp đây. Nâng cấp. Trời ơi, tốn kém quá các em ạ. Trời ơi, mấy chú này nhỏ bé mà đắt quá các em ơi. Rồi, nâng cấp lên. Rồi, và lại hết tiền rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp luôn. Hãy nâng chú cáo 3 đuôi lại thành chú cáo 4 đuôi cho nó mạnh nhá. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cố gắng để giành chiến thắng các em nhá. Cố lên nào. Cố lên nào. Như vậy là chúng ta đã đánh bại được 2 chú robot mua từ Mỹ rồi. Vô cùng là lợi hại luôn. Các em ơi, vậy là chú cáo 6 đuôi của chị đã chiến thắng chú robot mua từ bên Mỹ rồi. Vô cùng là lợi hại. Và video của anh và chị Hồng đến đây là kết thúc rồi. Video chỉ để là giải trí thôi các em nha. Các em xem video mà thấy hay thì nhớ là cho anh và chị Hồng một like, một đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những cái video miết từ anh và chị Hồng nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Bye bye.